chị nào đang có tài chính 600-700 triệu thì đừng bỏ qua lô đất này các chị. Vị trí nằm ngay khu dân cư. Khu dân cư cực kỳ là rộng các chị, thuộc xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và đây là vị trí chính xác của lô đất các chị. Diện tích là ngang 5m2, dài 23m. Trên đất đã có sẵn 120m2 đất thổ cư. Mua đất tặng cái dừa các chị. Đường trước đất là đường nhựa rộng 8m, nằm ngay khu dân cư hiện hữu. Từ vị trí đất cách trường tiểu học, trường mầm non, tỉnh lộ 328 chỉ có 200m thôi các chị. Còn chúng ta đi thẳng theo này 300m sẽ đến trường cấp 2. Chị có thể thấy đây là nóc trường cấp 2 này. Và chúng ta từ vị trí đất đi đến chợ Ủy ban Nhân xã là 500m thôi các chị. Điểm quay cho các chị xem vị trí của lô đất kế bên căn nhà này. Đất thì cao ráo bằng thẳng, trên đất có trồng một số cây trái dừa mít này. Chị có thể thấy nằm ngay khu dân cư hiện hữu. Em có bay flycam cho các chị xem. Vị trí đất tọa lạc tại ấp 4B, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và giá bán của lô đất này là 650 triệu các chị. Một mức giá cực kỳ là rẻ. Tiền lên thổ cư tại vị trí này là gần 2,7 triệu/m2. Tổng tiền lên thổ cư không là 320 triệu đó các chị. Hiện tại chủ đang rất cần tiền nên bán một mức giá chỉ có 650 triệu đó các chị. Quanh vị trí lô đất, chủ đã xây trụ kéo lưới B40, ranh giới của lô đất rất rõ ràng các chị. Gần vị trí đất đã có nhà dân sinh sống. Đường trước đất là đường nhựa, rộng 8m, chuẩn bị đổ lại nhựa nóng các chị. Địa chính đã đi vào đo đạc và cắm móc. Tới đường tỉnh lộ 328 chợ Tân Lâm để các chị có thể hình dung được vị trí của lô đất chúng ta rất là tiềm năng các chị. Vị trí của lô đất cách nhà tư chỉ có 50m thôi các chị. Nếu chúng ta đi thẳng theo hướng này ra được đường tỉnh lộ 328. Từ vị trí này các chị rẽ phải 100m sẽ đến trường tiểu học và trường mầm non xã Tân Lâm. Còn chúng ta đi thẳng theo hướng này 150m sẽ ra tới đường tỉnh lộ 328. Chị có thể thấy là tại vị trí này người ta kinh doanh buôn bán rất là nhiều các chị, nằm ngay trung tâm của xã Tân Lâm. Vị trí đất cách đường tỉnh lộ 328 chỉ có 200m thôi các chị. Từ vị trí này, từ đường tỉnh lộ 328 chúng ta rẽ tới trái thêm 150m nữa sẽ ra tới đến chợ Ủy ban Nhân dân xã. Một vị trí rất là tiềm năng, nằm ngay trung tâm của xã Tân Lâm và giá chỉ có 650 triệu. Anh chị nào quan tâm về lô đất này, hãy kết nối với em với số điện thoại quen thuộc 0986 606 314 để em có thể tư vấn cho các chị một cách nhanh chóng và chính xác nhất nhé.